Thưa các bạn, với lịch sử bi hùng của dân tộc, chúng ta từng có những câu thơ thật sự làm say lòng người. Có buổi vui sao cả nước lên đường, hay đường ra trận mùa này đẹp lắm. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Tồn tại song song với những câu thơ đó, chúng ta cũng từng có những bài thơ được lan truyền rộng rãi làm say lòng người đâu đó, ví dụ trong giới học sinh, sinh viên. Nhưng vì lý do thời cuộc mà không phải ai cũng đã biết. Bài thơ Đi cùng năm tháng xin được giới thiệu một bài thơ như thế của nhà thơ, nhạc sĩ Phan Ni Tấn. Bài thơ Những vết thương rách nát. Phan Ni Tấn sinh năm 1948 tại Buôn Mê Thuột, tốt nghiệp Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1969. Từ năm 1980 tới nay, định cư tại Toronto, Canada. Bài thơ này, Phan Ni Tấn viết năm 1972 tại Sài Gòn. Kính thưa thầy, đây bài chính tả của con. Bài chính tả viết về nước Mỹ. Con viết hai lần sai chữ America. Con viết hai lần sai chữ Carbonite. Con viết hai lần sai chữ Liberty. Làm sao được? Làm sao được? Bởi anh con vừa chết. Kính thưa thầy, đây bài luận triết của con. Một căn nhà và một trái phá. Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma. Một nếp sống tàn bên cạnh người no ấm. Ôi tiếng hát nào bên lề em tuôn mau. Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau. Kính thưa thầy, đây là bài toán của con. Những đường cong, đường thẳng đều có gài mìn. Đường vào thành phố có ba, có Mỹ, có con gái học trò. Đường vào làng có hầm hố cá nhân. Đường vào đời có đao kiếm căm hờn. Con đã chứng minh bao nhiêu lần đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn, nhưng không thể nối liền Sài Gòn, Hà Nội, nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê. Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt. Con không đậu tú tài để làm bác sĩ, kỹ sư. Kính thưa thầy, đây bài thuộc lòng của con. Tổ quốc Việt Nam 4.000 năm văn hiến, 100 năm pháp thuộc, 20 năm đọa đầy. Làm sao con thuộc được truyền kiều Nguyễn Du. Những bài thơ Mùa thu Nguyễn Khuyến, những bài Công dân sử địa, những bài học con ngại ngùng không dám lọc to trên đường phố hay những vùng ngoại ô. Kính thưa thầy, đây là quyển vở của con. Suốt một năm không hề có chữ. Con để dành ép khô những dòng nước mắt của cha con, của mẹ con, của chị con và của chính con. We'll be right back.